Hello mọi người, em là Hoa Hồng Đen đây. Đây là hai người chủ có gửi ở đây ba bé chó với lại một bé mèo đang đẻ, thì bây giờ lên thăm đó. Đây đó, cái bé vàng mới nhảy lên đó. Bé đó, đó là một đứa. Đó, đây, con bông này là hai. Cắn đã luôn á. Si là đây là si con đó 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 đó. Si đó. Đây là chủ lên thăm là có đem một ít đầu gà lên cho mấy bé. Đây là anh chủ nè. Đó. Đây. Con này con vàng nó tên gì? Bút hả? Bút rồi Si rồi con gì nữa? Bút Si ghét. Ghét hả? Ghét rồi con ghét. Con bút, còn Si. Si là con ba gai á, đặt sữa lên ba gai đi. Cái lộn của con. Đấy. Đấy. Đó, đây là cảnh các bạn ở trạm của em khi mà có khách tới thăm có quà nha mọi người. Đó là Si. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôm hả? Đó, ghét. Đó, con vàng đó. Đó, anh ai chạm vui không? Đó, đánh lộn rồi. Vàng á. Sao vậy hả? Hả? Nghỉ đoạn giờ á. Con này là ghét đúng không? Ghét với Si. Bốt. Tên gì đâu mà đặt tên nha. Không có nhớ nổi luôn á. Ghét. Ai ơi, quá trời xinh ăn rồi. Đó, những gương mặt mà khi mà có khách tới mà có đồ ăn. Cho mặt sệ một cục kìa, mặt sệ nó ôm anh nãy giờ kìa, không cho cục nào. Nó ôm nãy giờ luôn đó, thêm con ôm nữa kìa. Không, cứ cho nó ăn đi, tại sắp tới giờ cơm rồi. Sao sắp tới giờ cơm mà mấy con kia nó có thức ăn rồi. Cho mấy con này ăn thôi. Sắp tới giờ cơm rồi, bà đưa ra máy trộn giờ á. Ê, những khuôn mặt xinh đăng. Nè được rồi. Lớn rồi nè. Rồi, bệnh. Mấy đứa đó bệnh. Cho nó phơi nắng, cho có nắng. Nè, cái này mình kéo ra kéo vô được, cho nó phơi nắng. Si ơi. Trời ơi. Đây, nay quen rồi nè, bữa hổm đi lại là nó muốn ăn tươi luôn á. Bà hôm anh rắp để trong chuồng. Ghét ơi. Si nó cắn nam đó. Ơi. Con chó đó nó không có thấy đường. Có nghĩa là nó gặp ai nó cũng táp gì đó, nhưng mà nó táp gió mà nó không thấy đường.
chính vì nó không lấy đường nên nó sợ ai ở gần nó đó. Ôi con ơi, nè nè, nó không có thấy đường, nó mù mà nó cứ táp vậy đó, nó cứ táp với nó kiểu như nó phòng ngừa ai lại gần nó đó. Nó không thấy đường nên lúc nào nó cũng sợ người ta quýnh nó cho nên nó táp trước. Có ra con đây đó, em với chủ nè đó. Đó, thấy không, thấy cảnh nè đó, nó ăn đã nó ôm chủ nó, thấy không đó. Đó, ăn đã nó lại ôm chủ nó kìa. Hey. Dạ nó đâu ăn được. Đó, thấy chưa? À, nó là hút kỳ á. Nó dĩ nhiên giống như gây lộn thì tụi nó có gây lộn rồi, nhưng mà sát thương thì không có. Gây lộn thì trời ơi, không có đánh lộn là may lắm rồi. Mấy ông bạn bệnh tức lắm à. Ổn lắm này nè. Cái tuần sau em mua nhiều hơn thì em chia đều được chứ, còn ít quá. Có 6 kg rồi không tụi. Rồi hết luôn hả? Rồi thức ăn đã hết rồi. Rồi chia tay. Chia tay. Vậy ta. Bye nha. Bye nha. Tuần sau tới gặp nha. Tuần sau gặp con. Si si. Dạ, bye ba đi, bye ba đi. Ở Vàng, không ai thăm mày chân hả Vàng? Hả Vàng? Trời ơi, ở đây từ lúc mới thành lập trạm tới giờ không ai thăm hết trơn á. Si ơi, si. Hả? Nó ăn ngon xong đi quánh ta. Đây em lò mổ về bị viêm da. Chút xíu cho uống nếp gà nha con. Chút xíu đi má cho uống nếp gà. Nha. Đây. Cú lò mổ về đó. Cái da đẹp ghê không? Nó thấy bà nó lên cái nó cắn người ta chứ, đây nó hiền cô à. Bà về nghe, tuần sau bà về. Ba về từng sau ba lên. Rồi bye bye.